thực hiện đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định số 430 của Bộ Công an về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình một phần cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực xuất nhập cảnh liên quan nhóm cấp giấy tờ cho người nước ngoài trên trang dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Kết quả là nó sẽ ra cái tên công ty bảo lãnh, hoàn toàn bằng tiếng Anh hết ha. Mình có thể đúng là gì bằng tiếng Anh gì. Tôi là chủ doanh nghiệp người Trung Quốc đến tỉnh Tây Ninh, Việt Nam từ năm 2006. Vốn trước đây, việc xin thị thực cho lao động nước ngoài ở công ty phải đến nộp trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, lãng phí nhiều thời gian và bất tiện. Nhưng năm nay, Bộ Công an đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đem đến cho người nước ngoài ở công ty rất nhiều thuận lợi, tiết kiệm được nhiều thời gian. Rất cảm ơn Chính phủ Việt Nam, cảm ơn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài chúng tôi. Thì trước đây thì khi mà làm các thủ tục mà giấy tờ gì đó thì em đều phải trực tiếp đến các cơ quan để nộp. Thì khi mà có kết quả thì em lại mất cái thời gian mà để đi lấy nữa. Thì bây giờ khi mà có dịch vụ công thì em thấy rất là thuận tiện. Em chỉ cần là ở tại vị trí công ty thì em có thể là đăng nhập vào hệ dịch vụ công để mà nộp được hồ sơ. Thì thao tác thì đều được hướng dẫn hết. Cho nên là em thấy thực hiện cũng rất là dễ dàng. Đặc biệt thì trước khi mà triển khai cái dịch vụ công thì bên phòng xuất cảnh thì cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết, tỉ mỉ. Và khi mà em có thắc mắc gì thì mấy chị cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình. Cho nên thì em thấy rất là dễ dàng trong cái vấn đề mà thực hiện dịch vụ công. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, phương tiện và cán bộ để thực hiện vấn đề này. Lúc đầu thì doanh nghiệp có lúng túng trong cái thực hiện khai báo trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Hiện nay cán bộ của Phòng Quản lý xuất cảnh đã hướng dẫn tận tình chi tiết cho doanh nghiệp, và từ ngày 1 tháng 8 đến nay là chúng tôi tiếp nhận và xử lý cho người nước ngoài đạt 100% trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Về ý nghĩa và mục đích của việc này, thứ nhất là cán bộ Phòng Quản lý xuất cảnh thuận tiện và không phải tốn nhiều thời gian áp lực để xem xét hồ sơ xử lý cho người nước ngoài. Thứ hai, đây cũng là một cái giải pháp phòng ngừa cán bộ có cái tiêu cực sách nhiễu doanh nghiệp, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp là thuận tiện ở tại chỗ đăng ký dịch vụ công Bộ Công an, nhanh chóng giải quyết, nhanh chóng không phải tốn thời gian. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều người nước ngoài cư trú và làm việc. Để tạo thuận lợi cho người nước ngoài trong các thủ tục dịch vụ công trực tuyến, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã trang bị các phương tiện kỹ thuật phục vụ việc triển khai tiếp nhận đối với 4 thủ tục gồm gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cho người nước ngoài qua cổng dịch vụ công cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ tại bất kỳ nơi đâu có thiết bị kết nối Internet, nộp bất cứ thời gian nào trong ngày, không hạn chế thời gian nộp, không mất thời gian chờ đợi. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ đem lại lợi ích rõ nét, đó là giảm thời gian, chi phí đi lại và có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản và chọn loại thủ tục hồ sơ cần nộp, tiến hành nộp, thanh toán phí qua trực tuyến. Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, người dân doanh nghiệp truy cập vào cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dịchvucong.bocongan.gov.vn và chọn nộp dịch vụ công trực tuyến. Phòng Quản lý xuất cảnh từ cuối năm 2023 đã chủ động
lập một nhóm Zalo riêng với khoảng trên 600 thành viên là nhân sự của các doanh nghiệp để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ký số và đăng ký tài khoản điện tử phục vụ cho công tác nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công. Thì do đó, ngay sau khi có chỉ đạo triển khai cung cấp dịch vụ công thì doanh nghiệp đã thao tác thực hiện rất là thuận lợi. Riêng đối với người dân, chỉ cần có định danh mức 2 thì có thể đăng nhập để thao tác các thủ tục. Phòng quản lý xuất cảnh đã niêm yết hướng dẫn tại đơn vị phát tờ rơi cũng như là bố trí cán bộ để trực tiếp hướng dẫn để người dân hiểu và thực hiện. Hôm nay em tới để gia hạn cái thị thực cho đứa em rể người nước ngoài quốc tịch Malaysia. Và sau khi lên đây thì được cán bộ người ta hướng dẫn là làm cái trang dịch vụ công á, thì em cảm thấy nó cũng rất là thuận tiện cho người dân. Bởi vì chỉ cần mình có cái VNID định danh mức 2 là mình đã có thể làm được rất là nhiều cái trên đó. Ví dụ như là giờ báo cáo tạm trú, gia hạn tạm trú, rồi chứng thực rất là nhiều giấy tờ hành chính ở trên đó. Và riêng về cái mảng xuất nhập cảnh này thì em cảm thấy là nếu được triển khai ra dịch vụ công nhiều hơn những cái thủ tục khác nữa thì em sẽ rất là vui mừng. Bởi vì nó giảm thiểu cái thời gian đi lại cho người dân, và bên cạnh đó nó giảm đi cái khoảng thời gian mà phải chờ cái thủ tục bị giam lại. Còn bây giờ nó sẽ quy định thời gian là từ 3 ngày đến 5 ngày làm việc là bắt buộc phải có kết quả. Nếu như không có kết quả là sẽ trả lời qua bằng tin nhắn hoặc bằng văn bản. Vậy thì em nó rất là yên tâm hơn. Vậy trong thời gian tới là chúng tôi có cái thỏa thuận với bưu điện. Bưu điện sẽ phục vụ nhận hồ sơ và trả kết quả tại doanh nghiệp và cho người dân ở tại nơi cư trú. Thì đây là rất là thuận lợi và đỡ tốn chi phí của doanh nghiệp. Với sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy đơn vị cũng như sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số như một giải pháp đột phá góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.